Xin chào tất cả các bạn, những khách hàng thân thiết của hệ thống thẩm mỹ viện Gang Ho, Gang Nam. Vậy là chúng ta đã kết thúc một năm 2019 với những điều thành công tốt đẹp. Rất là cảm ơn các bạn trong suốt một năm qua đã luôn đồng hành cùng với hệ thống thẩm mỹ viện Gang Ho, Gang Nam để giúp chúng tôi ngày càng thành công hơn nữa, phát triển hơn nữa. Và tính đến tới thời điểm này cuối năm 2019, nhờ sự đồng hành cũng như là đóng góp của tất cả các bạn, chúng tôi hiện tại đã có hơn 5 cơ sở có mặt tại các hệ thống các tỉnh trên toàn quốc, và hy vọng rằng là với sự phát triển này, thẩm mỹ viện hệ thống thẩm mỹ viện Gang Ho Gang Nam cam kết sẽ đưa các bạn lên một tầm cao nhan sắc mới. Và cũng bước qua một năm 2020, xin đại diện cho hệ thống thẩm mỹ viện Gang Ho Gang Nam cũng như là đội ngũ y bác sĩ tại đây gửi đến tất cả khách hàng một lời chúc mã đáo thành công, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Hy vọng rằng là trong khoảng thời gian sắp tới, trong năm 2020 này, chúng ta cũng sẽ đồng hành với nhau để giúp nhau cùng phát triển, và chúng tôi cam kết rằng là sẽ đưa các bạn đến một cái tầm cao nhan sắc mới. Và hiện tại thì tại một không khí mùa xuân đang có mặt tại hệ thống thẩm mỹ viện Gang Ho, chúng tôi đang có những voucher khuyến mãi cũng như là những chương trình khuyến mãi dành cho tất cả các bạn khi các bạn đến với hệ thống thẩm mỹ viện Gang Ho Gang Nam làm đẹp trước Tết. Và chúng tôi hy vọng rằng là với sự đồng hành của chúng tôi thì chúng tôi sẽ giúp cho các bạn có một cái Tết thật là vui tươi, thật là ấm no. Các bạn hãy đến với hệ thống thẩm mỹ viện Gang Ho Gang Nam để cùng chờ xem là chúng tôi sẽ đem đến những điều đặc biệt gì cho tất cả các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì có một điều dành tặng cho các bạn trong năm mới, đó là chúng tôi đã mời đến đây giáo sư bác sĩ Park Sung Jong, giám đốc tại hệ thống thẩm mỹ viện Gang Ho, để có thể gửi một cái lời chúc Tết, một cái lời chúc xuân đầu năm đến cho tất cả khách hàng của hệ thống thẩm mỹ viện Gang Ho Gang Nam. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp bác sĩ Park Sung Jong các bạn nhé. Annyeonghaseumnikka. 2020년 새해가 밝았습니다. 강구 성형외과에서는 모든 고객들이 올 한 해 더욱 건강하시고 복 많이 받으시고 하시는 일 모든 일에 잘 되시고 가족 모두 편안하시길 바랍니다. 그리고 새해 고향 가실 때 운전 조심하시고 좋은 일 가득하시길 바랍니다. 쌍둥이 건 쩔쌍 남 라이벌.